Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi qua đò chỗ để qua xã Vĩnh Hội, Vĩnh Hội của Châu Thành nha quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi cái khu vực ấp Quan Hóa Vĩnh Hội của huyện Châu Thành trước đây nha quý vị. Của Châu Thành trước đây. Đây là cặp bờ kinh ông Hiển nè quý vị. Thì hiện giờ đó là những cái khu mà đóng tàu đó quý vị, khoảng có ở đây. Ở đây thì có những cái khu đóng tàu nữa quý vị. Thank you.
hay là à, qua phà nữa hả? Dạ dạ rồi, dạ, cảm ơn. Đây là cặp kinh ông Hiển, hay còn gọi là cái ở đây thì gọi là Tà Điên nè quý vị. Đây là Lam đang chạy cho dọc hết cái khu Vĩnh Hội này luôn. Rồi, con cảm ơn. Sau đây mời quý vị chạy thẳng tới Dàm Bà Lịch luôn nè quý vị. Đây là kinh Lam đang dọc chạy dọc theo kinh Tà Niên hay là kinh Ông Hiển á, thì dọc xuống Dàm Bà Lịch luôn. Đây là khu những cái khu ở bên phải của chúng ta đó là những cái khu mộ của người Tiều là chủ yếu. Ô đây là bác tướng tuổi đây. Bác ơi cái khu mộ này gọi là khu mộ của người Tiều hả bác? Gọi cái khu này ngày xưa ta gọi là khu gì ha? Có gì là người xứ đó. Dạ. Nó kêu người Tiều, nó kêu người xứ. Người xứ hả? À người Tiều á. À người Tiều phải không? Dạ. À có cái đền thờ riêng hả bác? Dạ. Có đền thờ riêng hả? Đó, dạ, chùa đó gọi là chùa gì bác ha? Chùa người xứ. Dạ. 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 Con khu này ngày xưa gọi là khu khu có cái tên riêng không? Có rồi, nó bán lâu lắm rồi thì người à dạ, thì con đi qua cái đó nha. Rồi, dạ. Rồi con chạy thẳng Dạ Bà Lịch. Dạ đúng rồi. Không bác. Ô khu ở trong đó trồng nhiều dừa quá ha. Nhiều dừa đúng rồi đó. À dạ. Vậy là chút nữa con muốn chạy vô ở trong vườn dừa đó là con đi cái đường cũ á hả? À ngay cái giữa phải mía phải không chú? À ngay giữa phía hai bên đó. Rồi dạ. Vậy chạy vô trồng sâu không? Đó là cũng bạn đó. À rồi con cảm ơn ha. Dạ. Con đi luôn. Con đi luôn. Lâm đang chạy theo kinh, nhắc lại luôn là ngay chỗ Tà Điên gọi là kinh Ông Hiển, chạy luôn Bà Lịch quý vị. Sau đây là cái chùa để mà quý vị có thể theo dõi. Đây là toàn là tiếng phổ thông hay tiếng tiếng Tiều Lâm cũng không có biết nữa, tại vì là lâu lắm rồi không. Đây nè quý vị, đây là cái chùa. Sau đây Lâm sẽ đi vào phía trong để mà hỏi các bác ở đây nhé.
Chùa Tiều luôn, tên là chùa Tiều. Tiều luôn hả? Ừ. Chùa Người Hoa, Nhị Tỳ Người Hoa. Chùa Nhị Tỳ Người Hoa. Dạ. Nghĩa Trang Người Hoa đi nghe nó. Dạ, Nghĩa Trang Người Hoa. Tại dạ. Vì chú quay ấy thôi. Dạ. Ờ, mình kêu Nghĩa Trang Người Hoa đi. Dạ, Nghĩa Trang Người Hoa. Tà Niên. Dạ, Nghĩa Trang Người Hoa ở Tà Niên đó quý vị. Phải không cô? Dạ. Đây là phía bên trong nè quý vị. Dạ. Thấy nó đẹp quá coi. Cái chụp hình như vậy đó. Dạ. Dạ cô, vậy là cô coi đây luôn hả? Tôi ở gần đây, dạ, rồi có trả tiền không? Trả tiền chứ, mình làm công mà. Dạ. Ở đây, nó quá. Dạ. Tại vì ngày xưa con có học tiếng tiếng phổ thông mà giờ con không biết đọc cái này là gì. Quay cảnh này nè. À, cái này là cho cốt. Vậy là nãy có một bác là coi ở đây thôi hả? Dạ, ở đây á. Không. Dạ. Quá trời. Tiếng này là tiếng Tiều hay là tiếng phổ thông cô? Tiếng Tiều. Tiếng Tiều hả? Dạ. Tại vì tiếng Tiều với tiếng phổ thông á, sao con thấy nó giống né nhỉ? Thì nó học đó, nó học tiếng phổ thông là tiếng Tiều rồi nè. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô, con đi ra ngoài. Dạ. Cái đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp. À dạ. Và bà lịch luôn quý vị. À, chúng ta vừa đi ngang qua nghĩa trang của người Hoa ở Tà Niên đó quý vị. Đây là công viên ở ngoài kế cặp sông Hồng Hiển hay là Tà Niên nè quý vị.
đây thì theo lời quan sát thì có một số tàu biển, nhà là tàu biển, không biết là có toàn bộ hay không, nhưng mà thấy một số nhà là có ghe đánh bắt thôi, thì thủy sản nữa quý vị. Có các cái có trồng khóm ở hai bên cặp lộ. Đây là một khu mộ của người Hoa không mọi người. Ở hai bên sông là các ghe đánh bắt thủy hải sản đó quý vị. Là chỗ neo đậu của các ghe tàu ở đây. Làm đang đi đến hướng từ đến Hoàng Bà Lịch nè quý vị. Ở đây là có cái Hoàng Bà Lịch rồi. Sau đây Lâm sẽ đi vào cái khu thờ ở đây nha quý vị. Đây là sông Cái Bé nè quý vị. Dạ, con này là ông Hiển hay là gọi là Kinh Tà Điên? Dạ. À, đang quay phim nên hỏi cho chắc ăn thôi chứ cũng biết chứ không biết dân ở đây. Rồi sau đây mình sẽ qua phà để mà về Gạch Giá quý vị, còn một phút của ở đây nữa, nhưng mà Lâm xin hẹn lại các video tiếp theo đi. Dạ, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đây là cái Hoàng Bà Lịch nè quý vị. Đây là sông Cái Bé.